Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ Việt Nam. Trước mặt Huy đây các anh chị là một chiếc xe rất là quen thuộc, Innova. Innova thì đây là chiếc xe số tự động bản G như quý anh chị. Sản xuất vào năm 2017. Số tự động thì đây là một chiếc xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Màu bạc là một trong những cái màu mà được khách hàng rất là thích. Với chất lượng ngoại thất, nội thất và gầm, động cơ còn rất là mới và đẹp. Thì đây là một trong những cái mẫu xe mà bên Huy đang có rất là nhiều khách hàng tìm kiếm. Đó, thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm về cái mẫu xe này. Đây là cái chén cửa, cái tay nắm cửa, ốp tay nắm cửa, rồi nẹp chân kính này, dán phim, rồi đề can ha, chủ xe dán này anh chị, rồi che mưa và ống gương bạc chrome. Thì đây là những cái chi tiết mà Huy thấy còn rất là đẹp cho nên là bên Huy để lại. Còn chủ xe thì gắn phụ kiện thì khá là nhiều quý vị. Và bên trong thì có những cái miếng chống trầy ở bật lên xuống này, rồi lót sàn sim ly, rồi ghế da thì may là bằng nội thất màu đen mà may bằng cái chỉ màu đỏ này thì nhìn nó rất là thể thao. Bọc vô lăng có luôn hết quý anh chị. 86.191 cây số. Xe khá là chất lượng quý chị ha. Đây, tấm lót cách nhiệt cho phần tắp lô. Trang bị đầu DVD. Rồi, đây các chị, hệ thống điều hòa tự động nha quý anh chị nha. Hộp số 6 cấp có chế độ Eco, chế độ Power. Đấy. Eco là tiết kiệm nhiên liệu, còn Power là anh chị mà đi tải nhiều đó quý anh chị, hoặc là anh chị mà mình muốn tăng tốc á, vượt xe khác á, thì anh chị có thể kích hoạt cái chế độ Power lên. Đây. Ở phía sau thì có thể đựng được 10kg lận quý anh chị, 10kg lận. Ở vị trí này anh chị để những cái ly nước khá là ok luôn. Ở trên trần thì sẽ có dây đèn led màu xanh dương, ở phía trước và phía sau đều có như quý anh chị nha. Và mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa. Thì với chiếc xe này hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá cho cái mẫu xe này cái gì là 545 triệu. Phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 60%. 60% giá trị xe, anh chị chỉ đưa trước khoảng 40% thôi. Thì anh chị nào quan tâm đến chiếc xe Innova 8 chỗ rộng rãi gia đình sử dụng mà là số tự động nữa thì anh chị liên hệ Huy lái chiếc này để mình sử dụng. Và giá trên thì vẫn còn bớt lọc cho quý anh chị, cho nên có nhu cầu thì anh chị cứ liên hệ Huy nha. Ok, rồi. Anh chị nào cần thông tin chi tiết hơn thì cứ liên hệ với Huy ạ. Và tiếp theo thì Huy sẽ cùng với quý anh chị ha, mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chiếc xe này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào bên trong nội thất của xe, nổ máy lên, rồi nghe tiếng nổ của động cơ, rồi thử ga để mình xem như thế nào. Ok, đóng cửa lại. Nổ máy anh chị. Đấy. Xe thì bên hãng đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm, nổ máy rất là êm. Màn hình hiển thị đã thông tin. Đấy, khu vực này quý anh chị, nó sẽ có rất là nhiều thông tin ở trong này. Màn hình up cho trong hiển thị những cái thông số này quý anh chị, rất là dễ nhìn. Màu trắng, màu xanh, nền màu đen. Đấy, rất là dễ nhìn. Rồi mặt đồng hồ thì anh chị thấy nó rất là đẹp, nó không có bị trầy xước gì. Còn đây vô lăng. Đấy. Có những cái phím như là điều chỉnh âm lượng này quý anh chị. Đó, rồi đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói. Có hết ha. Rồi, đầu DVD thì nó sẽ có việc map dẫn đường. Nhưng mà cái này phải gắn cái thẻ vô quý anh chị nha. Phải gắn cái thẻ vô. Đó. Rồi, hệ thống điều hòa thì xe này trang bị là hệ thống điều hòa tự động quý anh chị. Tự động hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power. Như Huy chia sẻ sơ cho quý anh chị mình nắm rồi. Đấy. Đây. Vị trí này thì mình có để những cái chai nước để làm lạnh nha. Làm lạnh. Đây vị trí. Để hồ sơ giấy tờ để anh chị để đây. Anh chị nhìn không? Nó không có bị trầy xước gì. Rất là đẹp nha quý anh chị nha. 2017 như thế này là tuyệt vời. Tuyệt vời. Đó, anh chị nhìn đây. Nhìn đây, đánh số đây. Đó, anh chị thấy không? Đẹp không? Vị trí này để ly nước. Để lon bồ hút. Anh chị đi xa, đi đường dài thì anh chị có thể sử dụng, có thể uống. Ở trên trần thì có bọc ni lông trần hết rồi. Đấy, có đèn luôn quý chị ơi. Wow, tuyệt vời. Đấy, rộng rãi, 8 chỗ. Xe gia đình đi thì anh chị đi những chiếc xe như thế này. Vừa đầm, vừa chắc, rộng rãi, tiết kiệm. Và được một cái nữa là khách hàng bên Huy rất là thích về cái mẫu Innova này. Là cái chi phí để bảo trì bảo dưỡng rẻ quý chị. Rẻ cực kỳ luôn. Và phụ tùng thì anh chị kiếm hầu như kiếm ở đâu cũng có. thực sự rất là nhiều anh chị. Đó, chất lượng chưa, cửa gió này chưa có maru, chưa có vệ sinh gì hết nha quý anh chị.
Đó, hệ thống điều hòa tự động nha quý anh chị. À, xe còn rất là keng, thì anh chị nào mua xe này về thì liên hệ sớm ha, để Huy tư vấn cho anh chị. Rồi, tiếp theo mình sẽ cùng quý anh chị ha, mình di chuyển một vòng để mình xem chi tiết cái phần nội thất bên trong. Ở phía sau đây, ở phía sau đây anh chị. Đấy, những vị trí này, lên xuống đồ này, xe này khá là chuẩn quý anh chị nha. Đấy, nó không có trầy xước gì đáng kể hết á. Tắp bi này, đó, ok chưa? À, vị trí để đồ ha, đồ nghề, con đồi đồ nghề ở trong này. Anh chị mở ra thì anh chị qua chỗ đồ unlock nha quý chị nha. Còn lock là khóa, không có kéo ra được nha. Anh chị lưu ý. Còn đây, xe này thì cái băng sau anh chị ít khi sử dụng nha. Đó, anh chị nhìn ha. Anh chị để ý ha. À, sử dụng nhiều là cái chỗ này nó thường thường hay bị tróc nhiều, mà cái chân này nó không đẹp như thế này được. Đó, anh chị nhìn ha. Đó, kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Rồi, bây giờ là mình sẽ xem sơ cái phần nội thất tổng thể này ở phía sau. Đó. Anh chị mà sử dụng băng ghế này anh chị cứ gập xuống, còn không sử dụng thì anh chị có thể là treo lên, chứ anh chị đẩy này vô này. Đấy, để đồ nó không có vướng nha, nó không có vướng. Đây, tắp bi. Đây, tắp bi đẹp quý chị, đây quá đẹp luôn. 2017 ha, 2017 Innova số tự động. Đấy, xe này thì đi sướng đó anh chị. Sướng 8 chỗ rộng rãi ha, rộng rãi. Đấy, có cái ốp gỗ này nè, này, sáng bóng, nhìn đẹp đó. Nó cửa đóng chắc lắm quý chị, chắc. Đấy, cửa sau bên phụ, cửa trước bên phụ này. Đó, tóc bi đồ đẹp lắm quý chị nha. À, đẹp lắm. Thì cũng thông tin sơ ha, chú ý cho chú anh chị mình nắm thôi. Thì quan tâm thì anh chị liên hệ sớm, vì đây là một trong những cái mẫu xe giá cả hợp lý vừa phải quý chị. 2017 chỉ có hơn 500 thì anh chị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Ok, rồi mình xem chi tiết về phần động cơ cũng như là gầm và ngoại thất của xe nha quý chị nhé. Đây, Huy cho anh chị xem cái chất bọc của xe này, chất bọc của động cơ. Đấy, động cơ. Đó, chị nhìn không? Xe này về là bên Huy bảo trì bảo dưỡng kỹ nha quý anh chị. À, lọc xăng bên Huy thay luôn nè quý anh chị không? Đó, 2017, 2017. Còn về cái chất xe thì anh chị yên tâm, còn rất là đẹp và keng. Chủ yếu là bên Huy về sẽ tiến hành làm maru vệ sinh rồi bảo trì bảo dưỡng làm đẹp số 3 lại. Còn xe thì đã được bên Huy kiểm tra 176 mục rồi. Động cơ và hộp số anh chị là bên Huy có bảo hành mà, bảo hành 1 năm hoặc là 20.000 cây cho anh chị yên tâm. Đó, keo sùng thì còn đầy đủ. Không mắc xíu nào. Ok, bộ lon con tảng này còn ngon nha chị nha. Rồi, ngoại thất đây anh chị nhìn nè, về cái màu ha. Đó, ở phía trước dưới bên hông anh chị thấy không, rất là đều màu. Khe hở này, đấy khe hở nha. Đó, khe hở này, vỏ này, vỏ bọng này, đấy còn mới tinh. Thì bên Huy về làm kỹ lắm quý chị. Làm số 3 thì giống như là những cái chỗ nào mà trài xước hay là những cái chỗ nào mà cần xử lý là bên Huy sẽ xử lý hết, làm sao cho anh chị có một cái xe mà cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chỉnh chu mua về chỉ việc lái xe về và đi thôi. Đấy, còn đây bỏ sau bên tài. Còn thực sự là những cái xe về ở bên Huy giống như cần bảo dưỡng là bên Huy sẽ bảo dưỡng nè, kiểm tra 176 mục, có gì cần thay thế là bên Huy thay thế này. Rồi có những cái hạng mục như vỏ bọng đồ á, mòn á, cần thay là bên Huy sẽ thay luôn hết. Đó, những quý anh chị yên tâm, không phải lo lắng gì khi mua xe về không biết là xe như thế nào, phải đi kiểm tra gì hay không. Nhiều anh chị mua về xong xuôi rồi anh chị đi kiểm tra tốn một mớ tiền nữa, cũng như không. Đấy, đâu có tiết kiệm được gì đâu. Mà khi anh chị mua xe trong hãng bên Huy á, thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, cam kết bằng văn bản, có bảo hành, có đầy đủ hết cho quý anh chị. Rồi về làm spa làm đẹp toàn diện cho quý anh chị luôn. Thì anh chị đâu cần phải bỏ một chi phí gì ra nữa khi mà anh chị mua về sử dụng, đúng không? Ok, thì đó thì Huy cũng chia sẻ sơ để cho quý anh chị mình nắm thôi. Còn xe ở trong hãng bên Huy thì anh chị yên tâm nha. Ok, rồi anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ với giá niêm yết là 545 triệu. Phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ quý anh chị vay lên đến 60% ạ. Thời gian vay mình có thể vay 3 năm. 3 năm nha quý anh chị. Chiếc này là Venturer 2020 quý anh chị, 688 triệu. Ok, rồi anh chị nào quan tâm thì liên hệ để Huy hỗ trợ cho quý anh chị.